Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách nấu chè bánh canh đường thốt lốt. Cách nấu như thế nào để sợi bánh canh của mình được dai nè và có cái độ mềm để qua ngày hôm sau cũng không có bị cứng nữa. Bánh canh đường thốt lốt thì ở quê mình cũng thường gọi là bánh canh ngọt. Mình nấu với đường á thì gọi là bánh canh ngọt, còn nếu mà nấu với tôm với tép thì gọi là bánh canh mặn. Và cách làm như thế nào thì mình mời các bạn chuẩn bị nguyên liệu với mình để làm cái món bánh canh đường thốt lốt. Mình ăn kèm với nước cốt dừa, thêm một chút xíu mè gan thì không còn gì bằng luôn. Vừa dẻo vừa thơm nè, có cái độ béo vừa phải của nước cốt dừa và cái độ béo của hạt mè của mình nữa. Thì hòa quyện vào nhau sẽ có một cái chén bánh canh đường thốt lốt ngon lành như thế này để mình ăn rồi. Trước tiên thì mình sẽ có là 200g bột năng và 300g bột gạo. Bột gạo thì mình dùng loại bột gạo lọc á, mình xài cái loại bột gạo 3 chữ A này nè, ăn cái sợi bánh canh của mình nó rất là dai và ngon luôn. Còn nếu không có loại bột gạo đó thì các bạn sử dụng loại bột gạo khác cũng được nha. Nước cốt dừa thì mình sử dụng là 400ml nước cốt dừa đậm đặc. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để mà mình nấu chè nè. Mình sẽ có một cái nấm lá dứa này, khoảng 5 lá dứa lớn á. Các bạn rửa sạch và mình quán gọn như thế này. 400g đường thốt lốt nè. Còn nếu các bạn ăn ngọt mình có thể sử dụng là 450g, mình ăn hơi lạc thì mình dùng 350g. Nửa muỗng lưng cà phê muối nè. Gừng thì mình sử dụng là 50g gừng, gừng thì mình sắc sợi hoặc là các bạn sắc lát cũng được. 50g mè gan. Mình đã gan sẵn như thế này để cho nó rút ngắn thời gian, và một ống vani. Nếu mình không thích mình có thể bỏ qua ống vani cũng được ha. Mình sẽ lấy một phần bột, trong cái phần bột năng nè, mình lấy một muỗng canh. Cái các bạn cho vào ở trong cái chén, mình cho vào khoảng 2 muỗng canh nước lọc, mình quậy cho tan cái phần bột này. Để một lát nữa mình nấu nước cốt dừa, mình cho phần bột này vào, nó sẽ có cái độ sánh kẹo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu cái phần nước cốt dừa trước nè. Mình cho nước cốt dừa vào trong nồi. Rồi các bạn cho thêm vào đây một muỗng canh dung đường cát nè. Và một chút xíu muối, khoảng 1/4 lưng muối gì đó. Rồi các bạn cho vào cái chén bột mình quậy sẵn lúc nãy luôn. Nước cốt dừa thì mình nấu trước như thế này nè. Để một lát nữa mình nhồi bột, mình sợ nó lâu thời gian á thì nó sẽ bị hôi, cho nên là mình nấu trước. Còn nếu các bạn không thích mình nấu phần nước cốt dừa sau cũng được nha. Mình cho muối, đường và bột vào trong cái phần nước cốt dừa. Các bạn quậy cho đều tan đi phần đường đi. Rồi mình mở lửa lên. Các bạn mở lửa nhỏ, đừng mở lửa lớn. Và mình dùng muỗng mình quậy theo một chiều. Khi mình thấy nồi nước cốt dừa mình vừa sôi lên tim thì các bạn tắt bếp. Đừng có nấu cho sôi ngục. Nếu mà nồi nước cốt dừa mình sôi ngục lên á thì nó sẽ bị hôi dầu, ăn sẽ không còn thơm nữa đâu nha. Lúc này nồi nước cốt dừa của mình thì còn hơi nóng, cho nên là các bạn thấy nước nó sẽ không có được sánh kẹo cho mấy. Nhưng mà đến khi nguội lại á thì cái phần nước cốt dừa mình nó sẽ sánh kẹo lại, nhìn rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ nhắc xuống nè, mình để sang một bên. Mình chuẩn bị mình nhồi đến cái phần bột. Các bạn cho bột gạo và bột năng mình hòa quyện chung với nhau luôn nha. Rồi cái mình dùng cái giá nè, các bạn trộn đều lại đi. Tiếp tục mình sẽ chuẩn bị cái phần nước để mình nhồi bột. Mình sử dụng là 400ml nước sôi. Các bạn dùng nước sôi 100% luôn. Mình cho vào đây phân nửa nước nè. Mình cho vào 200ml trước đi. Rồi các bạn trộn đều lại một lần nữa nè. Mình lấy giá, lúc này còn hơi nóng á. Các bạn lấy giá trộn đều lại đi, cho nó đỡ nóng tay của mình. Khi mình trộn cái phần bột này nó đều lại rồi, các bạn mang bao tay cái mình nhồi lại, để cho bột mình nó hòa quyện với nhau. Khi mình nhồi thì bột lúc này nó cũng còn hơi khô, nhưng mà mình sẽ cho nước vào từ từ. Còn 200ml nước sôi còn lại các bạn cho vào 100 nữa thôi. Mình chế vào từ từ, bởi vì nhiều khi bột mới bột cũ thì cái độ nở của bột sẽ khác nhau. Cho nên là cái phần sau này các bạn cho nước vào từ từ thôi. Lúc này mình nhồi thì hơi dính tay, nhưng mà mình nhồi một lát nữa cái khối bột của mình nó sẽ rất là mịn và ngon luôn. Đó, các bạn nhồi như mình như thế này nè. Thì nó sẽ hơi khó nhồi một chút xíu, nhưng mà mình nhồi một hơi á, thì cái khối bột của mình nó sẽ được như thế này. Nó còn hơi khô nè, mình sẽ cho thêm xíu nước nữa. Thì các bạn nhồi đến khi nào mà mình thấy cái sợi bột của mình nè, nó vừa mịn mà nó không quá chảy nè, và cũng không có quá cứng nữa nè, thì khối bột của mình nó sẽ hoàn thành đó. Bột thì mình nhồi với nước sôi như thế này nè, bột mình nó rất là dai và dẻo luôn. Đến khi mà mình sắc thành những sợi bánh canh á, nó sẽ không có bị gãy bột và không có bị chảy bột nữa. Rất là ngon luôn á các bạn. Và đây là khối bột mà mình vừa nhồi xong nè. Các bạn nhìn thấy mình kéo ra nó sẽ có cái độ dẻo như thế này nè. Rất là ngon luôn.
Bây giờ mình sẽ đậy lại nè, các bạn đậy kín lại tầm khoảng 10 phút để cho bột mình nó thật là nở. Rồi quay sang mình sẽ sắp thành những cái sợi bánh canh nha. Được 10 phút bột mình nở rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái tấm thớt. Các bạn cho lên đây một lớp bột khô, mình chán lên thớt nè. Mình lấy một cái khối bột vừa phải thôi. Mình sẽ nặn cho nó tròn, nó khớp tròn lại như thế này. Đó. Rồi các bạn lấy, mình ép ép thành như hình chữ nhật nè. Mình lấy hai ngón tay cái các bạn đè mình ép ra. Ép ra thành một cái miếng bột cho nó hơi mỏng để mình sắt. Và khi mà các bạn sắt là mình cũng phải để một lớp bột ở trên cái miếng bột của mình nha. Đó, các bạn để cho nó vừa như thế này, không quá dày và không quá mỏng ha. Dao thì mình cũng tha một lớp bột ở trên cái dao của mình để mình dễ sắt cái phần bột của mình đó. Đó, các bạn sắt thành những cái miếng vừa ăn. Nó cũng như là nhỏ hơn chiếc đũa ăn của mình xíu vậy đó. Còn nếu các bạn muốn ăn sợi lớn thì các bạn sắt lớn chút xíu nha. Khi mình sắt thì mình đừng có để cho những cọng bánh canh này nó dính với nhau. Mình để cho nó rời nhau đi. Sắt xong cái miếng bột đó, các bạn gắt lên một lớp bột khô nữa. Các bạn chan qua chan lại như mình như thế này. Rồi mình sẽ lấy lên nè. Nó sẽ không có bị dính với nhau. Rồi mình sẽ cho ra ngoài một cái mâm đi. Tiếp tục mình sắt hết những cái phần bột của mình. Sợi bột của mình rất là dai và ngon luôn. Và đây là cái phần bột mình sắt xong nè. Cọng bột của mình nó dai ngon vô cùng luôn á. Mình bắt lên một cái nồi nước khoảng 1 lít rưỡi nước. Các bạn mở lửa lớn, không cần mở lửa nhỏ đâu. Khi mà nước vừa sôi lên nè, thì mình sẽ thả những cái sợi bánh canh vào trong nồi. Các bạn thả vào từ từ nha. Mình cầm mình thả từ từ, đừng có thả một cái ụp. Nếu mình cho vào một cái ụp á, thì nó sẽ vến cục, sẽ không có được ngon đâu. Mình thả vào từ từ như thế này. Khi mà các bạn cho vào khoảng tầm được phân nửa rồi đó, cái mình dùng cái sạn cái giá nè, mình quậy theo một chiều thôi. Đừng có quậy tùm lum á, nó sẽ bị bể gãy những cái sợi bánh canh của mình. Nhìn sẽ không có đẹp mắt và không có ngon đâu. Xong rồi mình sẽ thả hết những cái phần bánh canh. Và các bạn cũng thả vào từ từ như mình thả như thế này nha. Khi mình thả hết những sợi bánh canh này vào trong nồi nè, các bạn mở lửa lớn bình thường để cho nó sôi lên. Thì mình tính từ lúc mà nồi bánh canh này á, nó vừa sôi trở lại nè, các bạn nấu thêm tầm khoảng 5 đến 6 phút nữa để cho sợi bánh canh của mình chín nè. Khi mà sợi bánh canh mình nấu được 5 đến 6 phút nó đã chín rồi đó, thì các bạn chuẩn bị một cái thau nước lọc kế một bên nè, để mà mình vớt những cái sợi bánh canh này ra, mình vớt để trong cái thau á. Nếu mà các bạn vớt mình để khô á, không có nước, thì sợi bánh canh của mình vến cục, mình sẽ để vào trong nước. Sợi bánh canh mình được 5 phút rồi nè, bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Nó rất là ngon luôn các bạn, nhìn dai và trong, nhìn đẹp mắt vô cùng luôn á. Mình để cho thật là ráo nước rồi mình vớt ra cái thau nước như thế này. Khi mà các bạn vớt ra cái thau nước này nè, rồi cái mình nấu cái nồi nước đường á, mình thấy nước đường vừa tan thì các bạn đổ ra ngoài một cái rổ để cho thật là ráo nước, rồi các bạn mới thả vào trong cái nồi nước đường của mình nha. Chứ mình vớt ra trực tiếp á, thì nó còn lóng cái phần nước ở trong đây nè, thì nồi nước đường của mình sẽ không có được ngon. Sợi bánh canh mình dai ngon, nhìn hấp dẫn vô cùng luôn nè các bạn. Để mình cầm một sợi lên cho các bạn xem nè. Nhìn rất là ngon luôn và rất là trong nè, nhìn đẹp mắt vô cùng luôn á. Nó có cái độ dai và mềm. Và các bạn để qua ngày hôm sau ăn cũng vẫn còn mềm, không hề bị cứng luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nè. Mình rửa sạch cái phần nồi mình luộc bánh canh lúc nãy đi. Rồi mình cho vào đây là 1 lít nước. Tiếp tục mình cho phần đường thốt lốt vào nè. Đường thốt lốt thì nó sẽ có hai loại. Một loại như mình đang xài và một loại là đường tán á. Mình cho muối vào và các bạn cho cái phần nấm lá dứa vào luôn. Khi nước vừa sôi lên, mình nấu lá dứa tầm khoảng chừng 3 phút thôi. Để mình lấy cái mùi thơm thôi. Rồi các bạn vớt cái phần lá dứa này ra. Nếu mình để lâu nó sẽ bị đắng á. Nồi chè cái bánh canh mình ăn sẽ không có được ngon. Khi mà tan hết phần đường nè, rất là thơm luôn á các bạn. Rồi mình sẽ cho cái phần bánh canh lúc nãy mình cho ra rổ nè. Quá trời sợi bánh canh nhìn đẹp mắt quá các bạn ơi. Sợi bánh canh các bạn cho vào, mình tính từ lúc mình thả vào đến khi mà các bạn nấu chín tắt bếp đó, thì mình nấu thêm 5 phút thôi. Bởi vì sợi bánh canh của mình thì nó cũng đã chín rồi, thì mình chỉ nấu để cho thấm đường mình ăn cho nó ngon miệng thôi á. Rất là thơm luôn, nhìn hấp dẫn vô cùng luôn á các bạn. Và tiếp tục mình cũng cho cái phần rừng vào luôn, để cho rừng mình nó ra cái chất the, cái chất thơm của rừng á, ăn sẽ rất là ngon và ấm bụng nữa nè. Rừng khi mình cho vào rồi, mình dùng giá mình quậy thêm một chiều nè, để cho nó vào viện với nhau cho đều đi á. Thì nước sôi lên, có bọt thì gia đình mình hớt sạch đi những cái phần bọt.
để cho nó bánh canh của mình nhìn nó nước trong, nhìn cho hấp dẫn nè, và ăn sẽ ngon miệng hơn nữa. Và nếu như gia đình mình dùng nhiều á, các bạn tăng lên thành phần nguyên liệu nha. Gia đình mình ít người cho nên là mình chỉ nấu bấy nhiêu thôi à, là đủ ăn rồi. Thì bây giờ á, nấu được 5 phút thì các bạn nêm nếm lại giùm mình. Nếu mà thấy quá ngọt á, thì gia đình mình cho thêm một chút xíu nước giùm mình ha. Còn nếu mà hơi lạc thì mình cho thêm xíu đường, bởi vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau đó. Thì được 5 phút rồi mình sẽ tắt bếp nè. Rồi mình nhắc cái nồi chè bánh canh mình xuống, mình cho cái ống vani vào. Các bạn vậy đều lại một lần nữa. Vậy là xong rồi, một nồi bánh canh đường thốt lốt ngon lành như thế này để mà mình thưởng thức rồi đó. Vừa đơn giản dễ làm nè mà lại ngon miệng. Và bây giờ chỉ việc mình cho ra chén để người nhà mình thưởng thức với mình nè, cái món chè bánh canh đường thốt lốt hấp dẫn vô cùng luôn. Mình sẽ cho ra chén ha các bạn ha. Sợi bánh canh mềm dai nè, hương thơm của đường thốt lốt hòa quyện với nhau thì không còn gì bằng luôn. Khi nào ăn á, thì mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa lên nè. Rồi mình sẽ cho một xíu me gan lên nữa. Và rất là thơm và ngon luôn các bạn ơi. Hồi xưa mẹ mình á, lúc nào nấu bánh canh á, cũng phải nấu cho mình một miếng bánh canh đường thốt lốt như thế này nè. Để mình tụi mình ăn. Chị em mình rất là thích cái món chè bánh canh đường thốt lốt này dữ lắm luôn á. Thì quê mình thì sẽ gọi là cái món bánh canh ngọt á các bạn. Ăn vừa thơm vừa ngon nè. Mà lại không có ngán miệng nữa. Cách làm thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần bỏ ra một ít thời gian thôi, mình có một cái chén bánh canh ngon lành như thế này để mà mình ăn rồi. Thì video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của mình đó. Đến khi mình có ra video mới, các bạn có thể theo dõi ủng hộ giùm mình luôn. Chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.